Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Vào hồi 7 giờ sáng nay thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc, 118,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cường độ có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trở lại với thời tiết trên đất liền, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên từ chiều tối qua tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá, giúp cho nền nhiệt độ giảm đi đôi chút. Tuy nhiên sang hai ngày tới thì mưa sẽ giảm nhanh nên nhiệt độ sẽ lại tăng lên, giao động ở ngưỡng là 25 đến 37 độ. Theo nhận định xa hơn thì từ ngày 18, khi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có thể tiếp tục mạnh lên thành bão, mưa rông sẽ tăng mạnh cùng với nền nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Tương tự trong hai ngày tới, tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối, ban ngày có nắng nóng với mức nhiệt độ đạt trong khoảng là 33 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi vượt ngưỡng 36 độ và sau đó cũng từ ngày 18 thì mưa rông cũng có xu hướng tăng mạnh giúp cho nền nhiệt độ giảm đáng kể. Tại miền Trung trong hai ngày tới, nắng nóng có thể suy giảm nhẹ về cường độ, nhưng thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế là 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Từ khoảng ngày 18 trở đi thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khả năng khu vực này có thể xuất hiện mưa rào, giúp cho nền nhiệt độ giảm dần. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến khu vực Phú Yên trong hai ngày tới cũng tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt độ giao động là 26 đến 36 độ. Phần còn lại từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận Bình Thuận, mức nhiệt vẫn khá dễ chịu, chỉ ở mức là 24 đến 34 độ. Và sau đó cũng từ ngày 18 thì mưa rông sẽ tăng mạnh, giúp cho nền nhiệt độ giảm dần. Lối xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh với thời điểm mưa lớn tập trung về chiều và tối. Còn về nhiệt độ tại khu vực này phổ biến ở mức là từ 19 đến 30 độ. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên dự báo trong thời gian tới, mưa rông với lượng khá sẽ tiếp tục xảy ra. Trong mưa rông thì cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam sẽ tương đối mát mẻ, ngày đêm chỉ ở mức là 23 đến 33 độ.